Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của siêu thị điện máy Ecomax. Với video này, ngày hôm nay em sẽ giới thiệu cho các bác dòng sản phẩm tủ lạnh hai cánh ngăn đá dưới của Panasonic có model là PX471VKG. Em quay một lượt kiểu dáng cho các bác xem ạ. Với thiết kế kiểu dáng rất là sang trọng, độ ốp sẽ là mặt kính kim sa cường lực nhé, sử dụng công nghệ Blue AZ để kháng khuẩn khử mùi. Với bảng điều khiển thiết kế ở bên ngoài, các bác thấy này, đây là ánh sáng này, khi mà cắm điện lên thì sẽ có ánh sáng như thế này. Bên dưới là các ngăn, giữa đây là ngăn mát này, các bác có thể điều khiển được ngăn mát này. Đấy, các bác chỉ cần bấm vào đây thôi là mình có thể điều khiển được. Dưới nữa sẽ là ngăn đông mềm thì các bác có thể là điều khiển được từ âm 1, âm 2, âm 3. Đấy ạ. Dưới nữa sẽ là ngăn đông, sử dụng rất là đơn giản đấy ạ. Đây. Em xin phép mở tủ cho các bác xem, đây là toàn bộ nội thất ở bên trong của tủ với dung tích là 420 lít. 420 lít là dung tích mà sử dụng của các bác nhé. Với công nghệ Blue AC cộng với ánh sáng xanh để kháng khuẩn khử mùi cho các bác. Đây sẽ là ngăn đông mềm âm 3 độ C. Các bác có thể bảo quản thịt cá trong vòng 7 ngày mà không cần phải ra đông. Ví dụ như các bác mà đi chợ ấy ạ, đi chợ một tuần một lần thì các bác có thể là cho vào các hộp nhựa, các bác bảo quản. Và cái ngăn này giúp em khi nào mà các bác nấu ấy ạ, thì các bác có thể là bỏ ra chế biến nấu luôn được. Trên sẽ là ngăn rau củ quả rất là rộng ạ. Trên nữa là toàn bộ là ngăn mát nhé. Với cái dung tích tủ là 420 lít này, công suất tiêu thụ điện năng của chiếc tủ này trong vòng 1 ngày chỉ có là 83W trên 1 ngày thôi, siêu tiết kiệm điện ạ. Dưới nữa sẽ là ngăn đông các bác. Ngăn đông thì sẽ chia từng ngăn một, từng khay một như thế này. Các bác có thể làm khay, mình có thể là để dự trữ hoa quả trái mùa, khay thịt, khay đá, tùy theo nhu cầu sử dụng của gia đình nhà mình thôi ạ. Thì đối với chiên khay như thế này, các bác có thể là tháo rời ra để mình vệ sinh được thoải mái vô tư. Các bác có nhu cầu tham khảo cái dòng sản phẩm PX471VKG này thì các bác có thể là truy cập trang web của siêu thị điện máy Ecomax, hoặc là các bác có thể là tìm hiểu thêm qua số điện thoại 0243 965 6067. Em xin chào các bác ạ.